nay ship đi các tỉnh nha cả nhà, ship đi Đồng Nai rồi ship đi miền Tây ha. Đây. Ship đi xa là Tình sẽ đóng gói tại nhà luôn nha cả nhà. Đó, Tình sẽ bọc mút tại nhà luôn ha, ship đi. À, hôm nay Tình mới về được mấy chiếc nè, mai Tình sáng mới quay phim. Đây, như đây là mấy anh em người ta đang chở về chằn đó cả nhà, chở về cái chằn vận chuyển đó. Đi bằng hai xe ba gác mới hết, mỗi xe chở 6 chiếc. Tình rất vui gặp lại cô chú anh chị trong video hôm nay của Tình. Video tập 24 ngày thứ bảy ngày 20 tháng 4 nha cả nhà. Đầu video Tình xin gửi lời chúc sức khỏe và gửi lời cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ cửa hàng của Tình trong thời gian qua nha. Thì mấy hôm nay đó cả nhà, Tình cứ về được lô xe nào là Tình bán hết lô xe đó đó cả nhà. Bán chỉ có 2 ngày thôi là hết cái lô xe. Thì Tình rất là cảm ơn cô chú anh chị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tình trong suốt thời gian những năm vừa qua nha cả nhà. Thì hôm nay Tình lại về được một lô xe mới, khoảng tầm hơn 30 xe nha cả nhà, 36 xe nha, cả Tình gom ở nhà nó và anh Tuấn đi gom nữa. Thì những cái mối của Tình đó lâu nay từ xưa tới giờ đó cả nhà. Đó cho nên là mình cứ khoảng tầm 2 ngày tới 3 ngày là lại về được một lô khoảng tầm 30 xe. Đó chưa tính là Tình thu gom ở thành phố nha. Đây là mới tính những nơi khác anh chị chừa xe lại cho Tình đó, tại vì những cái mối của Tình làm ăn từ xưa tới giờ đó. Thì hôm nay đó cả nhà, mình về lô xe mới, nhưng mà hồi tối Tình mới đăng là Tình sáng ngày hôm nay để Tình quay trực tiếp á, thì rất là nhiều anh em đã vào bình luận, đã ở xí những cái xe này, xí những cái xe kia. Nhưng mà Tình á thì mọi người biết rồi, Tình đăng lên video ai mang qua đây luôn, mang bỏ qua bên đây luôn. Tình đăng video lên, anh em nào nhanh tay thì mua được nha. Tính của Tình xưa tới giờ là vậy, mình làm ăn đàng hoàng chứ không có làm ăn chui nha. Đó cho nên anh em nào mà ưng chiếc xe nào thì Tình phát video trực tiếp lên, mọi người điện cho Tình, ai hên điện sớm thì mua được nha cả nhà. Chứ Tình không có bán chui nha. Đó mọi người thông cảm giúp Tình, anh em cứ xem được video điện cho Tình, ai điện sớm là người đó sẽ mua được nha. Và đặc biệt một điều nữa thì cô chú anh chị mà đang xem video của Tình mà chưa đăng ký kênh, mình hãy bấm vào nút bên phải để đăng ký kênh nha, và bấm vào hình cái chuông để mỗi khi mình đăng video mới lên là nó sẽ hiện thông báo cô chú anh chị mình vào xem ngay lập tức nha, để mình mua được cái xe ưng ý nha. Chứ mình để lâu quá đó thì cái video nó sẽ có những người khác người ta xem trước, người ta sẽ điện thoại trước đó cả nhà. Đó mình sẽ không mua được. Rồi thì Tình không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa, Tình sẽ dẫn cả nhà mình đi xem sơ qua xem hôm nay có những video, có những xe như thế nào nha cả nhà. Đó. Thì mấy hôm nay thời tiết nó nóng quá cả nhà, nóng bức á. Cho nên là mình kêu mấy anh em thợ ở cửa hàng đi mua mua nước suối nha, bỏ sẵn lên trên đây. Đó, bỏ sẵn lên trên đây cô chú anh chị mình lên. Đây có nước đá sẵn nha cả nhà. Mình lên là mình sẵn lấy nước uống thôi, tại vì mấy hôm nay thời tiết nó hơi nắng, nó ba mấy 40 độ. Sáng nay mình kêu mấy anh em đi mua dừa, đi mua dừa đó cả nhà, ướp vô trong đây nè. Nhưng mà cái chỗ bán dừa quen của Tình lâu nay đó, người ta bữa nay lại nghỉ làm cho nên là mình không có mua được. Đó, mình để nước suối đỡ, một hai hôm nữa thì chị đã làm lại đó, mình sẽ mua được nước dừa. Mình mua trái dừa đó cả nhà, dừa sim đó, gạt đầu bỏ vô trong đó. Đó anh em lên khát nước là làm một trái dừa là đi đi ngắm xe là quá là ok luôn ha. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua xe ngày hôm nay. Như bên đây nè, có chiếc mát rất là đẹp nha cả nhà, chỉ có 6 triệu mấy thôi. Đó nô 4 nô 5 nè, rất là nhiều dòng Sirius. Hôm qua Tình đăng còn có 6 chiếc Sirius bán, không bán hết 5 chiếc, còn có một chiếc một. Nói chung là cái lô xe trước là còn đúng chiếc này nè, lát nữa chiếc này mình bán rẻ luôn đó. Mà chiếc này đẹp nha, không biết sao gặp bía gì đó là bán không được. Xe này rất là đẹp luôn nè. Bán 40 mấy chiếc mà còn sót lại chiếc Sirius. Rồi nô 4 nè,
Novo 4. À cái này Novo 4 cọp nè. Cái này đúng là để lát nữa Tình quay cái này đầu tiên. Rồi cái này là BCX nha. Con này hồi tối Tình đi đá banh nè, tự cái máy chạy. Nếu mà anh em mua chiếc này về mà chê cái máy nha, sẵn sàng mình bù cho anh em 5 triệu luôn. Có nghĩa trả tiền lại đủ mà bù thêm 5 triệu. Cái máy quá dữ. Đây như bên đây là quay nè. Rồi Noja, AB, Apple, rim Thái, rim đời đầu á cả nhà, rim Thái đời đầu 4 số. Rồi Viva, Viva FI. Đó. Phun xanh điện tử. Rồi bữa nay Tình về được một cặp AB mắc cú nha. AB máy Thái hàng ba cục. Một chiếc màu màu vàng đồng, một chiếc màu đỏ đen. Anh em thích màu nào mình mua màu đó ha. Bên này là chiếc lít Tình cũng mới về luôn ha cả nhà. Đó. Hồi tối hôm qua mình đăng nhá hàng có xíu à, mà rất là nhiều anh em ủng hộ Tình, trời lên xí xe. Hai sáng nay mình chưa ngủ dậy nha, tại vì thường thường Tình 7:10, 7:15 Tình mới dậy. Tình mở cửa hàng lúc 7:30 đó cả nhà. Anh em chú ý giúp Tình nha. Đó, đây, tại vì ở bên mình nó là làm việc rất là khuya cho nên là sáng ngủ dậy nó hơi trễ xíu đó cả nhà. Tối Tình phải nhập xe vô rồi Tình phải kiểm tra rồi ghi giá đó các kiểu, cho nên là khoảng tầm 11-12 giờ Tình mới ngủ, thường thường là vậy. À, cho nên là sáng mình ngủ hơi muộn một xíu, khoảng tầm 7 giờ hơn xíu Tình mới ngủ dậy. À, mình không biết lên Google Maps ấy, thì mình có thể mình đi theo hướng dẫn của Tình ha. Từ hướng thành phố lên á, cô chú anh chị mình đi đường quốc lộ 22. Đây là đường quốc lộ 22 ha. Mình đi từ An Sương lên, đi thẳng lên 5 cây số là tới ngã tư Hóc Môn. Mình băng qua ngã tư Hóc Môn luôn, đi thẳng lên luôn nha. Là 500m nữa thì thấy cái bảng hiệu của Tình ở trước nha, có cây mai. Đó là nó sẽ tới cửa hàng ha cả nhà. Còn như bên đây á, là hướng Củ Chi xuống, mình đi qua ngã tư ngã ba Hồng Châu rồi tới ngã ba Lam Sơn, băng qua ngã ba Lam Sơn là tới ngã tư Hóc Môn nha. Cứ đi thẳng một đường quốc lộ 221 nha cả nhà. Đó là nó tới ngã tư Hóc Môn, xong mình quay đầu lại 500m là tới cửa hàng. Đó, cái hướng đi rất là dễ thôi, không có gì khó khăn hết. Khoe ơi. À rồi ok rồi. Thì đầu video Tình sẽ quay chiếc Novo 4 này trước. Con này hôm qua đó là Tình nó thiệt rất là buồn cái ông anh này luôn. Rất là nhiều người điện cái chiếc xe này của mình. Cái chiếc xe cọp này cả nhà, không một vết chày tem nha. Xe này là xe lướt nha. Cái da engine còn luôn nha cả nhà. Rất là buồn cái ông anh này luôn. Để lắc nữa Tình sẽ nói. Đây mình quay cái xe xong mình nói ha. Đây tem zin đồ còn hết nha cả nhà ha. Rất là đẹp luôn. Đồ nghề của nó còn hết luôn nè. Đó. Thì đây. Rất là đẹp nha, không một vết chày tem luôn. Xe này là đát vỏ trước còn theo xe nha cả nhà. Này để Tình quay cái vỏ đát luôn nè. Con xe này nó có mấy triệu thôi nhưng mà đây, cái ốc này cả nhà nhìn nó chưa xuống 7 màu mà nó đang còn màu trắng luôn nha. Đó là cả nhà mình biết nó mới cỡ nào rồi. Để mình coi quay cái vỏ đát. Đây. À, tuần thứ 2 năm 2013 nha cả nhà. Đó. Novo 4. Chạy 10 năm 2013 nè, chạy 11 năm bây giờ vẫn còn vỏ trước nha cả nhà ha. Mà xe này á thì mình hôm bữa mình bán có 7,8 triệu thôi. Đó, ông anh ổng đặt cọc 500. Ấy nhưng mà hôm bữa mình quay có cặp chiến zin. Nhưng mà cái ông thợ ở cửa hàng của mình á, ông thợ ở cửa hàng của mình rồi ổng mình đi làm mình không biết ông thợ của mình ở nhà, ổng không biết, ông tưởng là kiến giống như mấy cái xe bình thường á, ổng lấy ổng lắp vào cái xe khác. Khách người ta lên những cái xe khác nó không có kiến, khách người ta sợ công an bắt cho nên xin mình một hai cái kiến để gắn vô xe đó, thì ổng không biết ổng lấy ổng gắn vô cái xe khác cho khách người ta đi. Đó. Thì mất cái cặp kiến. Đó, ông anh cái xe này là còn kiến luôn nha. Thì một lát nữa mình sẽ kêu ổng đi mua cặp kiến zin của hãng gắn vô đây lại. Đó, nhưng mà bây giờ là mình quay trước. Thì ông anh đó cũng cọc có 500 thôi mà mất rất là nhiều người đợi mua luôn, tiền mặt đưa mình không lấy. Nhưng mình tính của mình đó là mình nói ok, ai cọc thì mình nhận, ai mua trước thì mình nhận trước rồi khách người ta lên. Nhưng cuối cùng ảnh lên ảnh bẻ là cái kiến không có, anh không mua, anh đền cọc mình. Thường thường người ta nói ừ thôi cái kiến này mất rồi anh không mua thì thôi anh lấy lại 500 thôi, trả cọc lại cho anh. Nhưng mà bây giờ ảnh đền cọc mình luôn. Ok, Tình nói ok em chấp nhận, em đền lại cọc lại cho anh, là trả lại cho anh 500 tiền cọc. Cộng với 500 ổng đền mình nữa nha, là 1 triệu nha cả nhà. Rất là buồn cái vụ này luôn.
người ta không mắc cọc mà người ta còn lấy lại cái tiền cọc, cũng thì cái đó là cũng do mình sai thôi. Nhưng mà mình nói cái này nó quá là đơn giản, nó mình để mình bán lại, không những cái giá mình bán lại cho ảnh thì anh em mua sao á là mình sẽ tính tiền cái cọc kiến mình mới mua với lại cái tiền mình đền cọc cho ảnh đó cả nhà. Cái tiền kiến mình bây giờ mình mua là 250 một cặp kiến điên rồi đó, với lại cái tiền đặt cọc của ảnh là mình đền cọc 500, nó là 750, thì mình chỉ tính 500 thôi nha. Đây cái xe ổng hôm bữa là mình bán 7,8 triệu, xe zin nguyên chiếc nha. Giỏ trước còn theo xe, rất là nhiều anh em đặt cọc mua xe này mà không mua được, thì hôm nay mình cộng thêm 500 cái tiền kiến và cái tiền mình đền cọc nữa là 8,3 triệu nha. Cái xe này đúng 8,3 triệu tiền bán nha anh em, đó mình nói vậy luôn ha, 8,3 triệu là mình bán. Chứ cái xe này là đúng rất là nhiều người điện mà không mua được, cuối cùng mà mình anh hơn anh đặt cọc anh mua được mà anh lại còn hành mình nữa thì thôi, mình để mình bán xe sau. Rồi như bây giờ là chiếc BCX, xe này á anh em mà chê cái máy nha, hồi tối tình mới lấy đi đá banh đó cả nhà, anh em mà chê cái cục máy mình tặng, sẵn sàng tặng anh em 5 triệu nha. Đấy, tình nói là làm ở đây mình, mọi người biết tính mình rồi, biển số thành phố, cái máy cực kỳ đã luôn, lên ngồi là thiệt chứ không biết nói sao, chứ thiệt cái xe này là đúng anh em mà mua nha, lên mua trước mắt là mình sẽ kêu anh em chạy thử cái xe này đã rồi mới mua nha. Xe thì liền lạc hết nguyên con nha, rất là đẹp, đời 2011, màu đỏ nha, màu đỏ, máy là miễn bàn luôn nè, máy là đúng là cục máy sát thủ. Xe này bao zin đầu nồi nha. Đây, biển số thành phố. Xe này anh em muốn sang tên thì làm thông tư nha. Ở đây mình bán là giấy cửa hàng bao danh chấp hết tất cả các xe, có cả vẹt, hóa đơn cửa hàng đầy đủ. Rồi, như chiếc này á, không phải vì cái máy ngon xe đẹp mà mình bán giá cao nha. Mình bán giá là 18,8 triệu thôi nha anh em. Đó, anh em mua những cái con xe gì mình không biết, nhưng cái dòng BCX này anh em mua cái máy cực kỳ ngon. Đó. Rồi, giá 18,8 triệu mua về sẵn lăn bánh dạy nha, không phải thay sửa một cái gì hết, riêng chiếc này nha. Rồi. Anh em mua xe bên tình nhớ chú ý nha, mình đọc cái biển số giúp tình nha, đọc biển số và cái giá xe giúp tình để mình dễ nhớ nha. Rồi bên đây là chiếc Mio nè, chiếc Mio máy rất là ngon, con này tình cũng có chạy thử rồi, máy con này ngon nha. Mình bán chiếc này có 5 triệu thôi cả nhà, tại vì cái xe này mình mua lại á đó, mình bán 5 triệu thôi. Rồi 5 triệu chiếc Mio Ultimo. Rồi cái chiếc này á, là bán nguyên một lô 40 chiếc nhưng còn một chiếc này còn lại nè. Sirius bao nhiêu chiếc bán hết mà sao cái con này lại chưa bán, mà con này là xe đẹp nhất nha cả nhà, xe này là đẹp nhất trong những cái xe kia nha. Mẫu này mẫu giới hạn mà màu trắng bánh mâm vàng đồng nha cả nhà ha, con này là đẹp nhất, mắc cười quá. Xe này á, thì mình đang bán giá 8,8 triệu, hôm qua mình giảm giá 1 triệu là còn 7,8 triệu, hôm nay mình giảm tiếp thêm 300 nữa nha là còn 7,5 triệu. Xe rất là đẹp, chưa rớt đầu luôn, bán có 7,5 triệu nha cả nhà. Biển số 04 04644, máy bao êm nha, đề đóm đầy đủ đó. Rồi hôm nay tình về một chiếc Jupiter Gravita, sản xuất năm 2009 nha cả nhà, tem đát còn luôn nha, máy là bao êm. Con này thì mình bán giá mềm thôi, bán giá 8,3 triệu thôi nha. Đấy, bằng cái xe Sirius thôi. Máy dòng này thì mọi người biết rồi, máy rất là bền nha. Thôi tự mình giảm luôn đi, bán mình mua, mình bán cho nhanh nha, tính bán 8,3 triệu nhưng mà mình muốn bán cho nhanh luôn, bán 7,8 triệu thôi nha cả nhà. Đó, máy cực kỳ êm nha anh em, nói chung mà mình bán giá 7,8 triệu vậy thôi, mình mua ở ngoài là không được cái giá này luôn nha cả nhà, do là mình mua được rẻ thì mình bán rẻ thôi. Còn thực chất anh em mà đi bỏ tiền ra 7,8 triệu mà đi mua con xe Jupiter đời 2009 mà đẹp giống tình á, không có nha cả nhà, chỉ duy nhất ở cửa hàng tình mới có cái dòng này mà giá 7,5 triệu thôi nha. Sirius bây giờ người ta đã bán 7,5 triệu, 8 triệu, có chiếc 10 triệu rồi, nhưng Jupiter mình bán có 7,8 triệu nha. À, rồi như chiếc này, chiếc biển số 37 Nghệ An nha, xe này thì zin nha cả nhà, đời 2011 nha, đang còn bọc keo luôn. À, xe này là zin chưa rớt đầu nè, nước sơn zin, tem zin căm đầm, giá cực kỳ yêu thương, 7,3 triệu. Đó, quá đã nha cả nhà, chưa sơn lại nè, tem đang còn bọc keo nguyên chiếc nha.
hôm qua mới mua này của bà chị ở trong đằng sau cái cửa hàng của Tình nè. Bà nói là con của bà đi Nhật rồi, cái xe này bỏ trong nhà 5 năm chưa chạy tới, bà mang ra đây bán. Đó, Tình mới mua hôm qua xong. Rồi, như bên đây là chiếc Novo 5 FE xăng GB nha cả nhà. Xăng GB nha. Xe zin chưa dọn. À, nếu mà dọn rồi là tặng xe nha. Ở đây xe Tình mới về hồi tối, mọi người đều biết rồi. Tình còn chưa rửa, nó đang xếp bên kia để rửa nè. Mấy con này là rửa xong rồi mới đẩy qua đây, còn bên kia đang xếp một dọc chưa rửa tới nè. Mình quay bên này trước để cho anh em bên kia rửa. À, đây như xe này thì mình bán giá là 7.800.000 nha cả nhà, 7.800.000 nha. Xe zin chưa qua dọn sửa, màu xanh GB, máy là cực dữ nha. Con này Tình có thử máy. Rồi, Novo 4 lướt nè cả nhà, 29554. Đây, tem zin đang còn luôn nha, nước sơn zin nha. Có lốp máy thì có sơn lại rồi, màu đen, kiểu như người ta gắn cái nóc với cả nhà. Tôi gửi nóc ra nó đây, tem rất là đẹp nha. Nó bị chóc cái ấy đó, người ta sơn lại cái lốc đen. Rất là đẹp. Rồi, giá thì mình bán là nhẹ nhàng nha, cái máy cực êm, giá mình bán 5.800.000. Nô tứ đó, quá ngon luôn. Rồi, xe cọp ngày hôm nay đi cả nhà. Đây, cái xe này mình lên bình luận mình đọc rất là nhiều anh em thích chiếc này nè, nhưng mà không phải gì thích mà mình bán giá mắc nha cả nhà. Mình chỉ bán theo cái chất xe thôi, có vài triệu thôi. Đây cả nhà nhìn ha, đó, mình nhìn không cần tả luôn, xe rất là đẹp nha cả nhà, không bể không chầy nha, máy là êm rít luôn. À, rõ zin luôn. Xe này thì lâu năm quá rồi, xe này chắc cũng từ năm 9 mấy tới giờ, cũng 20-30 năm gì đó rồi mà nó còn đẹp vậy nha cả nhà. Nói chung xe này thì cũng có dặm tút sơ sơ đó cả nhà, chứ không phải là xe zin nguyên bản nha. Quá đã cái xe. Cái này là tem, để mình coi tem này không, tem zin luôn cả nhà, tem zin nha, tem zin, nước sơn ở trên nó là nước sơn zin, người ta có dặm tới chứ nước sơn zin luôn đó, chưa bể nè. Rồi, như xe này á, cái máy là cực kỳ êm, máy Nhật nha. Anh em mua thì mình lên trực tiếp mình mua nha. Còn ví dụ như ship xe đó thì anh em phải xem cho kỹ cái video nha, để mất công về nhà rồi chê ở xe dọn xe không, là lúc đó là mình không biết nói được nha. Tại vì xe mấy chục năm rồi, nó còn cứng này nè cả nhà. Đó. Thì cái xe này mình bán giá cho anh em mình á là bán sao cho nó mềm mềm xíu nha cả nhà. Bán 5.800.000 nha cả nhà. Đó, 5.800.000 nha. Anh em mình mua thì liên hệ cho Tình. Cái máy thì rất là êm nha. Đây, Kawasaki, xe Nhật chứ không phải xe Trung Quốc nha cả nhà ha. Xe Nhật nha. Đây cái đầu máy nè, chữ đầu còn zin hết, đèn zin nè. Chụp đèn zin luôn, rất là dày. Đây, để Tình coi cùng quay cục máy nè. Trời ơi, cái cục máy đã. Sạch bưng luôn. Ủa sao cái mấy cái con ốc này nó giống như con tán nó chụp vô nha cả nhà, chứ không phải là dạng ốc nữa nha, mà nó có một cái đầu ra rồi xong nó có con tán chụp vô nè. Rồi, 5.800.000, xe có 5.000.000 mà Tình phải quay kỹ tại lý do biết sao không? Rất là nhiều người thích rồi. Mình quay lỡ như người ta nhìn không kỹ, người ta nói ta tưởng xe đẹp lắm hay xe xấu quá hay này kia, cho nên là thôi mình quay kỹ đi, anh em mua về đỡ bỡ ngỡ. Đẹp xấu gì thì nó có nhiêu đó. Rồi, như bên đây là chiếc xe Way RSX FI 110. Xe này thì zin đầu nồi chưa rớt, màu trắng nha. Nước sơn zin chưa dọn nè cả nhà. Chưa rớt đầu nè. Quay rất là kỹ chi tiết luôn nha cả nhà ha. Đây, tem zin hết luôn. Con này đúng là cái chất zin của nó nha cả nhà ha. Biển số 59Y2. Ồ, quá đã cái xe nó zin. Con này mà rửa lên một cái nó đẹp. Giá 11 năm nha cả nhà. À, không vì xe zin chắc mà mình bán mắc, biển thành phố mình bán mắc nha. Ở đây là mình bán là giống nhau hết, xuất xứ năm 2015 nha. Đây FI phun xăng điện tử nè cả nhà. Cái xe này mà ở ngoài thì bán khoảng tầm 12 năm, 13 năm gì đó. Rồi, như bên đây là chiếc Noza, biển số 22135. Mọi người biết sao mà Tình bán xe nó nhanh không cả nhà? Lý do là mình bán cho khách lẻ, nhưng mà giống như là mình bán cho lái đó cả nhà.
tại vì rất là nhiều anh em lái lên cửa hàng của mình mua nha, mua về người ta sanh sửa kiếm lại chút đỉnh rất là nhiều luôn. Không phải mình đang nói trên đây là nhiều anh em lái nghe được sẽ biết đúng không ạ? Mình đang chia lại cho anh em được mua được, thì khách lẻ không mua được thì mình thua rồi đó. Cho nên là mình bán mỗi lần xe về tới là mình bán là như cái máy luôn. Có ai bán một hai ngày mà vài chục cái xe giống mình không đó? Một cửa hàng của mình có khi tới cả trăm mấy hai trăm chiếc, nhưng mà mình chỉ bán khoảng tầm 3 video thôi là hết cái cửa hàng. Mọi người theo dõi cái kênh của Tình Lâu mọi người biết mà đúng không ạ? Đâu phải là mình nói không đâu mà mình không có làm đâu. Như chiếc này, chiếc Noza này thì mình bán giá là 8,8 triệu, mình lời rất là ít cả nhà. Chiếc xe lời 5-700, có chiếc nào ngon thì có thể 1 triệu hơn 1 triệu thôi đó. Nhưng mà mình bán số lượng lớn á, cho nên là mình tích góp lại nha. Có những cái xe mình lỗ, anh em lại nói bán xe lỗ bán làm gì, nhưng mà cũng có lời cũng có lỗ chứ cả nhà. Đâu phải xe nào mình cũng lời được đâu. Mình muốn bán nhanh, muốn bán ấy thì mình phải xả lỗ để mình gom xe khác chứ. Rồi, 8,8 triệu chiếc Noza nha. Xe này thì có chảy xương xương nha cả nhà. Nhưng mà cái giá này thì rất là ok rồi, giá 2013 FE không sang điện tử nha, tem zin còn luôn. Chiếc xe A-Plus đầu bò màu đỏ đen, biển số 0711. Xe này đời 2012 nha, chìa khóa lớn. Rồi, xe này mình bán giá 9,8 triệu nha cả nhà. AB đầu bò nha. 9,8 triệu. Ồ, chiếc F-Line này đẹp quá. Chiếc F-Line. Xe này đang bọc keo luôn cả nhà nè, đang còn bọc keo ha. Đây nè, bọc keo nè, rất là đẹp. Xe này thì biển số 16744. Màu vàng cát nha. Quá, cái xe này đẹp quá. Đang bọc keo nguyên chiếc. Để mình gỡ thử keo nè cả nhà, gỡ rất là dễ nha. Cái này về mình không thích keo thì mình gỡ hết ra, mình dán lại nó rất là đẹp nha cả nhà. Chìa khóa zin theo xe nè. Ồ, chìa khóa zin luôn nè. Đang còn cái mã số của nó nữa nè. Xe này đẹp quá. Đó, sản xuất năm 2012 nha cả nhà, đang còn tem nha. 2012. Rồi, không vì xe đẹp mà Tình bán mắc nha cả nhà, chú ý cái giá nha. Ở đây Tình bán là giá cực kỳ yêu thương, chữ đang còn zin luôn nè. Chữ inox nha. Biển số 16744 mà nãy Tình có nói rồi. 125 F-Line 6,8 triệu. Đó. Quá đã nha cả nhà, 6,8 triệu. Nói chung là những cái xe mình bán mình biết là đẹp, biết bán được giá cao á, nhưng mà mình không thể làm được gì cả nhà. Mình bán cái giá theo cái giá mà mình mua. Để mình mở cái cốp xe cho mọi người xem thử coi trong bên trong nó đẹp không. Không phải vì cái xe đẹp mà mình bán giá mắc. Ở đây là vậy đó, mua được nhiều bán nhiều thôi. Trời ơi, cái xe này, cái yên này đẹp nè. Cốp rất là rộng nha cả nhà, y như chiếc lít nha. Đây, cốp rất là đẹp mà rộng nha. Ốc này, ốc mấy cốp này như xe mới luôn, đang còn sáng trắng bảy màu luôn cả nhà, thấy không? Quá đã. 6,8 triệu nha cả nhà. Rồi, đặc biệt bên đây là hôm nay Tình về một chiếc rim Thái 4 số nha cả nhà. Xe này thì có dọn rồi. Rất là đẹp nha, về sẵn xài thôi cả nhà. Đó. Xe khách dọn tâm huyết người ta đi nha. Đây. Đầu đồ sạch sẽ hết nha cả nhà ha. Quá đẹp, cái xe liền lạc nè, liền từ đầu tới đít luôn nè cả nhà. Về là không mắc 1.000 nào sửa hết nha. Đó. Quá đẹp. Giá thì rất là mềm nha cả nhà, mình chuẩn bị nghe Tình báo giá. Biển số 524863. Anh em chuẩn bị nghe báo giá là điện liền nha. Ở đây Tình quay là Tình quay trực tiếp, nhưng mà Tình làm video để Tình up lên nha cả nhà, lưu ý nha. Cho nên là lúc mình đang quay mọi người có thể gọi thoải mái. Thấy chiếc nào ưng là gọi liền, chứ không cần hết video mọi người cả gọi nha. Cho nên mỗi lần mà mọi người xem hết video xong điện cho Tình, trời ơi, Tình nghe điện thoại đuối luôn.
biết sao mà Tình hay cắt điện thoại ngang không cả nhà? Ví dụ như mọi người điện tới cái xe đó, Tình nói mọi người điện hỏi Tình xe bán chưa đó, thì Tình nói bán rồi á, là xong rồi Tình nói vài câu là Tình tắt máy. Để cả nhà mình điện nhiều quá trong cái lúc mình đang nói chuyện với mọi người là cuộc gọi của Tình đã có cuộc gọi nhỡ khác tiếp theo rồi, cuộc gọi chờ đó cả nhà, cho nên mình không thể nói chuyện với một người quá lâu, tại vì những người khác người ta gọi cho mình hoài không được, người ta nói sao điện thoại không bắt máy để cho nghe nhạc hoài. Đó là lý do mình đang nói chuyện với khách khác đó cả nhà. Cả nhà là lưu ý giúp Tình nha. Có nghĩa Tình nói cái xe đó bán rồi á là mình sẽ tắt máy nhanh, còn mình nói chưa bán thì mình sẽ nói tiếp tục nói chuyện với anh em để chốt hạ, để đọc địa chỉ và gửi số tài khoản để mọi người đặt cọc Tình ship xe ha, hoặc là mọi người lên lấy. Rồi ship xe thì bên mình tính theo cái giá ship thị trường bao nhiêu thì bên mình lấy bao nhiêu của khách hàng thôi. Biển số 4863, giá Tình bán là 13.500.000 đồng cho chiếc rim Thái 4 số đời đầu nha cả nhà. Sáng nay á mình chưa quay video nhưng khoảng tầm 200 cuộc gọi nhỡ lúc chưa tới 7 giờ đó cả nhà. Trời ơi, mình nghe mà buổi tối Tình ngủ Tình hay để chế độ im lặng lắm, sáng Tình dậy Tình mới mở máy cho nên là mình không có nghe anh em gọi được á. Tại vì hôm qua Tình có đăng một lúc là xe sáng nay Tình quay phim, nhưng mà Tình hẹn tới 9 giờ mà bây giờ chưa tới 9 giờ mới có 8 giờ 50 là 8 giờ 30 là Tình đã quay video rồi. Bây giờ Tình 9 giờ 2 phút là Tình chuẩn bị up video lên đó. Rồi đây là chiếc Viva FE phun xăng điện tử nha cả nhà. Xe zin nguyên chiếc nha, xe zin hết nha cả nhà, màu xanh nha, màu xanh GB, xe Viva FE. Xe này rất là chất lượng luôn nha. Xe này ở ngoài là bán trên 10 triệu đó cả nhà, phải tầm 12 13 triệu nha. Nhưng mà một lát mọi người nghe cái giá là mọi người cũng té ngửa liền. Ở đây Tình biết cái giá bán được bao nhiêu á, nhưng mà mình không có bán gì cả nhà. Mình bán để cho anh em mình mua được cái giá rẻ, nhớ tới Tình nữa. Đây FE nha, chứ không phải mình bán cái giá giống thị trường thì đâu có ai nhớ tới mình. Nhưng mà mình cũng phải là nói với mọi người là mình bán cả hàng trăm ngàn cái xe, hàng triệu cái xe. Mọi người cũng biết rồi, cứ một tuần Tình bán tới vài chục trăm cái xe á, vài chục cả trăm cái xe á, thì trong đó cũng phải có một vài chiếc lỗi, chứ không phải người ta ăn cơm á còn rớt xuống đất còn dính vào miệng, đúng không? Cho nên là mình bán xe không thể là không có lỗi được. Cho nên mọi người mua xe cũ nhé, nếu mà bị cái gì á, sẵn sàng điện cho Tình để thương lượng với Tình, có thể bớt chút đỉnh tiền sửa hay phụ với nhau tiền sửa. Chứ mọi người mà đừng có nói Tình là lừa đảo hay này kia thì cũng tội cho mình. Có nghĩa mình bán rất là nhiều xe, trong đó mình bán xe cũ mà mọi người biết không? Chứ không phải là mình bán xe hãng ra mà nó không có lỗi. Bán trong hãng ra còn có lỗi, nó còn phải đi bảo hành nó, đúng không cả nhà? Còn như mà mình bán á, miễn làm sao mình với khách hàng cùng nhau mình thương lượng với nhau, có thể ở gần, có thể tới nhờ Tình hỗ trợ sửa, Tình sẽ không lấy tiền sửa nha. Đó, mình sẽ hỗ trợ thay đồ phụ kiện mình mới lấy tiền thôi. Còn mà bị cái này bị cái kia thì mình có thể sửa giùm, sửa giúp, tiền công mình sẽ không tính đó. Còn anh em ở xa, ví dụ như nó bị nặng quá ở xa thì có thể điện cho Tình, hai bên sửa rồi mình có thể hỗ trợ tiền phí cho anh em đó. Nó là cái cách thức bên Tình đó. Rồi như chiếc này nha, mình bán giá 9.500.000 thôi nha cả nhà. Xe này mình có thể bán được tới 13 triệu nha, tại vì Viva FE rất là hiếm nha cả nhà, 115 nha, mà nó là FE nữa. Tình bán có 9.500.000 thôi, bánh mâm luôn nè, xe rất là đẹp. Hôm nay Tình nói chuyện riêng hơi nhiều, nhưng mà thôi kệ đi, lâu lâu mới có cái clip nói chuyện với anh em xíu cho vui, chứ để mình cứ nói chuyện một mình hoài nó hơi buồn. Nhiều khi mình quay video chỉ biết nói tới xe không, nó nhàm lắm, cho nên là Tình cũng vừa bán xe mà vừa giao lưu với anh em luôn. Anh em cần cái gì hay là muốn nói chuyện với Tình thì mình cứ comment vào dưới cái bài đăng của Tình nha. Dưới cái bài đăng thì Tình sẽ cố gắng trả lời hết những cái bình luận cho anh em. Anh em muốn nói chuyện gì thì mình cứ bình luận nha cả nhà. Rồi cái này là Novo 3 nè, Tình bán giá 3.500.000 nha, Novo 3. Nói chung xe này thì cái giá nó rất là vừa túi tiền của anh em nào mà không có xe mình đi làm á, mình mua đỡ cái này mình chạy nè. Novo 3 nha, nó rất là tiết kiệm xăng, nó không giống như những cái dòng mà Novo 4, Novo 4 nha. Tại Novo 4 135 cho nên là nó sẽ ăn xăng hơn xíu, cái này thì máy nó thấp hơn nha. Xe này còn đẹp này, giá có 3.500.000 thôi. Rồi, chiếc Attila Elizabeth. Tình uống miếng nước ấy, một mình nói chuyện nãy giờ nó khô miệng quá. Như mình
từ cái đợt Covid tới giờ đó cả nhà, mình bị cái bệnh là huyết áp, bị dính Covid xong là bị dính cái bệnh huyết áp, cho nên là cái lúc đó bác sĩ kêu là mình phải uống cái thuốc đó xong rồi mình mới được chích thuốc. À đâu, mình dính rồi nhé, mình dính rồi mình mới bị huyết áp rồi mình uống thuốc, bác sĩ nói là phải uống thuốc, uống một lần phải uống hoài. Cái lúc đó mình đang 75 kg rồi, xong mình uống đó nay hơn một năm nay, từ cái lúc dịch tới giờ mình uống hơn một năm nay rồi. Nay cái bắt đầu Tình mới quyết tâm Tình giảm cân. Tình giảm cân nay một tháng rồi cả nhà, không ăn đồ ăn có thịt nha, chỉ ăn rau luộc thôi, ăn một buổi trưa thôi nha, buổi tối ăn rất là nhẹ. Mình đã giảm được 15 kg nha, bây giờ Tình chỉ còn 60-61 kg thôi đó. Và bây giờ Tình đang thực hiện cái chế độ bỏ thuốc, không uống thuốc nữa. Tình đang thực hiện bẻ thuốc á cả nhà. Cái viên thuốc nó dài vậy nè, cái viên thuốc của Tình uống là của Twinta của Nga đó cả nhà, thuốc Twinta đó. Mình bẻ thuốc từ từ nha, hai phần rồi uống mấy ngày xong rồi một phần, nửa phần, nửa phần. Cuối cùng tới hôm nay là Tình bỏ thuốc được 4 ngày nha. Đo huyết áp rất là bình thường rồi, mình đang đo huyết áp bây giờ là đang 120-124 thôi đó. Tình đang theo dõi mấy ngày hôm nay nha. Cho nên là anh em mà có bị huyết áp mà lâu năm thì thôi, mình ráng uống, lớn tuổi rồi mình uống, nhưng mà còn trẻ tuổi nếu mà bị á thì có thể điện thoại cho Tình, anh em mình cùng mình sẽ cùng hướng dẫn với anh em cùng nhau mình trị cái này đi, tại vì mình cũng đang trẻ, mình mới có 39 tuổi thôi cả nhà. Rồi mà Tình lại trị được cái bệnh gút nữa nha cả nhà. Cái bệnh đó thì ngày xưa mình có đi Đài Loan đó, có được một cái ông anh làm chung công ty ở bên Đài Loan đó, ông anh ổng chỉ cái bài thuốc gia truyền. Nói chung cái bệnh đó là ngày trước Tình bị nha, mà Tình đi uống thuốc ở bệnh viện xuyên Á 6 tháng, mình đi uống 6 tháng không thuyên giảm, không khỏi, bắt đầu Tình bỏ thuốc. Tình làm thì lúc đó Tình mới mang cái thuốc đó qua bên nước ngoài, Tình uống hết cái thuốc đó, không còn thuốc mua nữa. Bắt đầu cái anh đó trị cho Tình ở bên đó nha. Xong là mình uống chỉ có 15 ngày thôi, cái thuốc của anh đó là khỏi nha, khỏi tới bây giờ luôn. Là nay là Tình đi Đài Loan này cũng được 7-8 năm trước rồi, Tình đi có hơn một năm là Tình về thôi, tại lúc đó buồn chuyện gia đình nên mình đi rồi. Mà nãy giờ mình nói chuyện nó hơi ngoài luồng xíu, mình tiếp tục quay xe nha cả nhà, thông cảm giúp Tình nha. Đây là chiếc Attila Elizabeth đấy. Biển số 06148 FI phun xăng điện tử nha cả nhà. Giá Tình đang bán chỉ có 5.8 triệu thôi. 5.8 triệu nha. 5.8 triệu. Màu cái này là màu vàng, màu giống kiểu màu vàng trắng nha cả nhà. Đây nè, vàng mà nó pha chiếu trắng, vàng trắng. Rồi. Bên đây là hai chiếc Tình mới về nè, hai chiếc. Cái này là chiếc màu vàng đồng nha, tem 3D. Tem 3D nha cả nhà. Chìa khóa lớn nha. AB mắc cú, hàng ba cục, máy Thái. Quá đã nha, cái xe này rất là đẹp luôn. Một cặp này thì mình bán đồng giá là 16.500 hết nha cả nhà. Xe zin chưa rất đầu, tem 3D là đời cuối nha. Cái đời cuối của AB mắc cú nha cả nhà. Tem ẩn nha, tem 3D, tem ẩn nè. Đó, biển số 28205, giá là 16.500. Rồi, như bên đây nữa, chiếc này là 17461, xe zin tuyệt đối nha, nước sơn zin, tem zin màu đỏ đen. Màu này rất là hiếm nha cả nhà. Đỏ đen này ra mọc chiếc nào là bán chiếc đó luôn. Rất là đẹp nha. Bán 16 năm luôn cả nhà. Cái dòng này mấy hôm nay là Tình cứ về chiếc nào là bán hết chiếc đó à. Tại vì cái dòng này rất là hút hàng cả nhà, không có hàng để mua. Mình đi mua Tình phải mua bằng mọi giá đó, bằng mua hơn những cái lái trên đó rất là nhiều giá luôn. Mua hơn người ta mua, ví dụ người ta mua 14 triệu thì mình phải mua 14 năm. Người ta mua 14 năm mình phải mua 15 triệu đó, mình phải mua lại của 2-3 người luôn để mình quyết tâm mình mua được cái xe này. Lý do là cái máy nó quá ngon đi. Mình mua cái máy này á, mình xài rất là bền luôn. Chưa có ai mình bán cái xe này ra nha, chưa có ai nói Tình một câu nào hết. Từ lúc bán tới giờ cũng vài trăm chiếc cái xe này rồi, mẫu này rồi. Nhưng mà chưa một ai điện tới là xe hư cái này hư cái kia, chưa có. Tại hàng này ngày xưa người ta nhập về đó cả nhà, nhập Thái về nhưng người ta lắp ráp tại Việt Nam, người ta gọi là hàng ba cục á. Rồi, giá 16.500 nha, một cặp đồng giá luôn.
anh em nào thích cái màu nào thì mình mua màu đó thôi, mình bán đồng giá nha. Đây một chiếc lít nữa nha cả nhà, một chiếc lít màu vàng đồng nè, biển số 52475, giá tình bán 7,5 triệu nha. Đời 2010, à đời này hình như là chắc là có đá chống tắt máy rồi hay gì, 2010 đời cao rồi. Đó. Tình bán giá có 7,5 triệu à, rất là mềm. Mà 2010 nè cả nhà. À 9 giờ 11 phút rồi. Tranh thủ xíu nữa để up video, hôm qua hẹn cả nhà là 9 giờ 9 rưỡi gì đó cho nên là mình phải tranh thủ để để không đúng giờ mọi người lại trông mong. Rồi, đây là chiếc lít màu xanh. Màu xanh đậm nha cả nhà. Đây, rất là đẹp nha. Xe zin chưa rất đầu, nước sơn zin. Xe này tình bán giá 15 năm. Đó, FE phun xăng điện tử. 15.500.000. Rồi, bên đây là chiếc xe Elizabeth màu đỏ. Màu đỏ. Giá tình bán có 5.800.000 nha cả nhà. Lấy cái miếng mút ra ông Khuê, đẩy cái này lại để cho nước đá nó đừng có ấy. Bỏ mấy cái chai nước xuống dưới, ông để đá lên trên nha, ông đi để nước lên trên, đá xuống dưới. Làm sao lạnh được. Gì cũng không biết nữa. Bỏ xuống dưới, rồi lấy cái mút đẩy lại để cho nó lạnh. Đi làm, ông có uống bia ép lạnh lần nào chưa? Ông có uống bia ép lạnh lần nào chưa? Ăn cái đi nhậu tối ngày mà không biết ướp cái chai nước. Rồi, như bên đây là giá là 5.800.000 nha cả nhà. Attila Elizabeth FE nha. Tình đang bán giá 5.800.000, xe rất là đẹp, nước sơn zin nha cả nhà. Ăn đi nhậu tối ngày mà ướp mấy chai nước để chai nước ở trên. Rồi, bên đây là chiếc Novo 5. À, Novo 5 FE phun xăng điện tử nha. Cái này mình bán 7,5 triệu nha cả nhà. 7,5 triệu. Xe máy êm nha, con này tình cũng thử máy. À bên đây tình có một chiếc Novo 4 nè, 12608. Xe này là nước sơn zin, tem zin hết nha. Đó. Xe rất là đẹp luôn. Xe này đời 2009. Rồi giá tình bán thì có 5,8 triệu thôi cả nhà. Đó đúng rồi, lấy cái thùng hay lấy miếng băng keo chặn lên. Để cho nó sát xuống, để nó ra nước đá nè. Để sát xuống vậy đó. Trời ơi, làm ẩu quá, cái gì người ta làm cho nó đàng hoàng cái. Ông làm giống như kiểu làm vô có. Ta làm cái gì, người ta dùng cái tâm người ta làm. Làm cứ làm vô có không à. Xe thì khách sửa bảo hành thì làm lòng hoa lòng ngoằng. Ở bên đây là chiếc AB FE phun xăng điện tử đầu bò. Giá tình đang bán là 10,5 triệu nha cả nhà. Biển số 8866, ồ biển số đẹp luôn. Giá 10,5 triệu nha cả nhà. FE phun xăng điện tử, giá mềm luôn nha. 10,5 triệu. Rồi, bên đây là chiếc xe AB màu đen. AB bình xăng nha cả nhà, đời 2009 nha, giá tình đang bán có 7,5 triệu thôi, xe này còn rất là đẹp luôn. Nồi xe nha, đẹp zin luôn nha. À, bên đây là chiếc Hayate 0162. Xe này zin chắc nha, chưa qua dọn sửa luôn. Xe này tình bán chỉ có 4,5 triệu thôi, xe này rất là đẹp nha cả nhà. Anh em nào có dòng tiền ít ra mình mua cái này mình về mình sanh sửa trước đã nha. Con này thì cái máy rất là đầm, máy êm, nhưng mà được cái là máy nó hơi lớn nha, máy 125 nha cả nhà. Anh em nào đam mê tốc độ thì mình mua chiếc này với lại khỏe nha. Bán cho mấy chú mấy bác á, là mình ưu tiên là không bán chiếc này nha, nó trước tại vì nó hơi nặng nha cả nhà. Anh em thanh niên đi ok, nhưng mà mấy bác đi mua xong mấy bữa chạy lên là tình hơi nặng quá chú đi không nổi. Đó, tình dính nhiều rồi, tình dính nhiều cái xe Hayate này rồi. Cái xe Hayate này nó nặng ít nhất phải trên 100 kg nha cả nhà. Để tình coi cái khối lượng của nó nhiều. Có nhiều bác lên mắc cười lắm. Chạy mới thấy ù tình ơi, cái xe này chạy sướng quá nhưng mà nó nặng quá chú, giờ nó yếu đi không có được. Ok, lại mua lại thôi cho lỗ. Rồi, xe này tình mới về nha, giá 4,5 triệu nha cả nhà. À 4,5 triệu đúng rồi. Jupiter V
À, Jupiter về giá 7,8 triệu nha cả nhà. Lên cặp mâm này. Đó. Xe này là 4 số dòng nha. Giá có 7 triệu mấy thôi. Dòng này đời đầu ngày xưa cả nhà. Máy thì cực kỳ êm rồi. Mấy cái dòng ngày xưa Jupiter này là máy cực kỳ ngon nha. Cái chiếc Jupiter R với chiếc Jupiter V này. Nhưng mà R thì nó không ngon bằng V. V là nó ê, nhưng mà cái con này tem dán lại không biết là số V hay R đây. Để tình thử cái. Đó, máy rất là êm nè. 1, 2, 3, 4. Rồi để mò cái coi có mò được không. À, 4 số dòng cả nhà, mò được nha cả nhà. 4 số dòng nha, Jupiter V. Giá 7,8 triệu nha cả nhà. Đó. Rồi, Tình nói chung nãy giờ cũng quay hết hết cái lô xe ngày hôm nay Tình mới về rồi cả nhà. Đó, anh em chú ý nha, nguyên hôm nay Tình quay nha. Khoảng tầm là trên 30 cái xe nha cả nhà. Đó, thì mọi người cứ để xem hôm nay là ngày 20, thứ bảy ngày 20 nha. Để mình bán xem mấy ngày hết cái lô này mọi người sẽ biết. Rồi, ở bên mình thì cũng đang bán trả góp ấy cả nhà. Hiện đang bán trả góp nha. Làm hồ sơ trên 10 triệu, 10 tới 20 triệu nha cả nhà. 10 triệu trở lên nha. Đó, không nhận trả trước, không cần trả trước luôn. Anh em không có tiền cứ lên làm hồ sơ. Nhưng mà duy nhất là đặc biệt là bên ngân hàng người ta không làm hỗ trợ hồ sơ nợ xấu nha cả nhà. Lứa tuổi từ 20 tới 60. Còn anh em mà có thẻ tín dụng thì lên mình làm trực tiếp luôn 5 phút là xong nha. Mình sẽ cà thẻ tín dụng cho anh em 5 phút là xong. Có cà thẻ trả góp, có cà thẻ tiền mặt đầy đủ hết nha cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nha. Bây giờ